Tổng thư ký NATO nêu điều kiện Ukraine có thể trở thành thành viên và cam kết sẽ giúp nước này có một tương lai tươi sáng. Ông Jens Stoltenberg cho biết tất cả các nước thành viên NATO đã nhất trí Ukraine có thể tham gia liên minh. Tuy nhiên, ông Jens Stoltenberg cho rằng, một cuộc thảo luận có ý nghĩa về vấn đề này có thể chỉ diễn ra sau khi Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Ông đưa ra tuyên bố trên khi đến căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, trước cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine nhằm xem xét việc cung cấp vũ khí mới cho Kiev. Tất cả các đồng minh NATO đã đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên, ông Stoltenberg nói, nhưng khẳng định, nếu Ukraine không thắng thế với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền ở châu Âu, thì việc thảo luận về tư cách thành viên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ông Stoltenberg cũng cho biết liên minh sẽ giúp Ukraine xây dựng một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn cho người dân nước này. Tổng thư ký Stoltenberg đến thăm Kiev vào ngày 20 tháng 4. Ông cho biết thông điệp của ông gửi tới Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky là NATO sẽ hỗ trợ Ukraine trong một thời gian dài. Ông cam kết cung cấp vũ khí mới cho Kiev và hỗ trợ để đảm bảo các hệ thống được cung cấp sẽ hoạt động tốt. Lãnh đạo NATO cho biết Tổng thống Ukraine đã yêu cầu liên minh cung cấp thêm hệ thống phòng không, xe tăng hạng nặng và máy bay phản lực. Theo TASS, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.